Dạ Ngố Nguyễn, em xin chào anh chị, các bạn, cô chú đã quay trở lại với kênh YouTube Ngố Nguyễn của em nha. Hiện tại thì hôm nay một cái clip hoàn toàn mới trên kênh YouTube Ngố Nguyễn, cũng là một trong những cái hàng mới luôn trên kênh YouTube Ngố Nguyễn. Đây cũng là lần đầu tiên mình quay luôn. Một tí xíu thì sẽ mời anh chị các bạn mình vào trong gặp bạn chủ cửa hàng ha. Còn bây giờ thì mình sẽ nói sơ về cái địa chỉ cửa hàng để anh chị mình trong quá trình tham khảo giá xe rồi mình có thể biết được cái địa chỉ mình đến với bên cửa hàng anh chị ha, giới thiệu với mọi người. Và đây là cửa hàng xe máy Quang Huy nha. Thì với cái địa chỉ của cửa hàng xe máy Quang Huy thì anh chị thấy là 25 Nguyễn Văn Tiết, khu phố Bình Hòa, phường Lễ Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương anh chị nha. Thì có là cái Facebook là Huy Mô Tô luôn kìa các bạn thấy không. Còn số điện thoại thì mình có lo nha, tại vì số điện thoại mình đã cho anh chị đang thấy trên màn hình rồi. Bây giờ mình nói về cái hướng đi cho mọi người biết rõ nha. Và đặc biệt là video này dành cho tất cả những anh em nào tín đồ và đam mê công tay nha. Tại vì cửa hàng mình thấy là hầu như là công tay hết, chỉ có một chiếc xe thôi, một hai chiếc gì đó là tay ga thôi nha anh chị ha. Bây giờ là hướng về cái bên phải cửa hàng của mình nè anh chị. Hướng này mình sẽ đi ra hướng đầu đường của Nguyễn Văn Tiết, đầu đường Nguyễn Văn Tiết, cũng như là mình đi ra cái cây xăng số 4. Là mình ra đây nó sẽ thuộc về cái ngã ba ngã tư gì đó. Mình rẽ phải nha anh chị ha, là đi về hướng của thành phố Hồ Chí Minh, châu lộ 1A, cũng như là mình nếu mình rẽ trái anh chị thì sẽ đi về hướng của Thủ Dầu Một, Bình Dương. Còn hướng bên trái nè các bạn, hướng bên trái cửa hàng là hướng này nè. Đây mọi người thấy cái hướng em đứng như này, song song cửa hàng hướng bên đây mình sẽ đi về của chợ Lễ Thiêu. Rồi còn bây giờ mời anh chị mình vào trong gặp bạn chủ cửa hàng ha. Dạ đây, đây mình vào trong gặp bạn chủ để bạn đó tư vấn mình kỹ và rõ hơn. Rồi chào em nha. Rồi đây mình kẹp cái mic lên đi cho mình thu tiếng ha. Rồi đầu tiên em giới thiệu về bên cửa hàng mình tí xíu để anh em mình được biết rõ về cái địa chỉ hơn ha. Trước tiên thì cho em xin gửi lời chào đến tất cả các quý anh chị đang xem kênh Ngố Nguyễn ngày hôm nay. Thì chúc cho các anh chị, cô dì, chú bác một ngày mới vui vẻ và bình an trên mọi nẻo đường ạ. Rồi địa chỉ của mình ở đây là bao nhiêu em? Địa chỉ của mình là 25 Nguyễn Văn Tiết, Lại Thiêu, Thuận An, Bình Dương. Số điện thoại là 0814 21 96. Rồi có thể liên hệ trực tiếp tới anh Huy ạ. Rồi hiện tại thì anh nhờ camera mình tiến sâu hơn tí xíu mình vào trong đây để cho anh em thấy được là cửa hàng mình thấy là đa số đây là những cái dòng côn tay thôi. Hầu như mình thấy là chỉ có hai chiếc và bên ngoài nữa là ba chiếc tay ga thôi đúng không em? Dạ đúng rồi anh. Rồi ok ha. Rồi còn bây giờ thì em cho mọi người biết về cái cách thức cửa hàng mình là có mua bán trả góp được không? Dạ bên em là hỗ trợ trả góp góp và ship các tỉnh, 63 tỉnh là có hỗ trợ trả góp luôn đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Trả góp của mình là cần những cái giấy tờ gì mà để mình trả góp được em? Mình cần chứng minh hoặc bằng lái, hộ khẩu anh. Chứng minh bằng lái hoặc là chứng minh hộ khẩu là anh dạ. Chị góp được. Nói chung là mấy cái vấn đề này thì chắc là anh em mà tham khảo kênh mình nhiều chắc cũng biết là thủ tục nó cũng giống như nhau thôi. Còn ship xe là cũng như là bạn vừa chia sẻ là mình ship cho tất cả các tỉnh trên nước Việt Nam mình được hết đúng không? Dạ đúng rồi. Quan trọng cái tiền ship ai chịu nè. Ai chịu, người mua chịu hay là mình chịu? Mình có thể hỗ trợ một nửa với khách hàng ạ. Rồi ok ha. Nói chung các bạn anh chị mình cứ thoải mái thương lượng về bên cửa hàng đi, mình liên hệ đi rồi hai bên thương lượng coi như thế nào. Dạ đúng rồi. Rồi còn bây giờ đầu tiên anh em mình bắt đầu vô quay xe thì em muốn quay từ những cái ô xe nào trước đây? Mình quay từ hàng ngoài. Từ phía ngoài luôn phải không? Dạ, đây mình ra ngoài. Đầu tiên thì lỡ giới thiệu với các bạn là về côn tay rồi thì bây giờ mình quay con đầu tiên là côn tay luôn. Một chiếc Satria. Con này đời mấy đấy em? Dạ con này đời 2019 ạ. 2019 và biển số của nó là 71C438948 nha. Con này nó có làm gì chưa? Dạ bên em là cửa hàng bán xe máy zin hết toàn bộ ạ. À máy zin đúng không? Dạ đúng rồi. Là không có buông mở nữa ha. Cho khách hàng 6 tháng. Con này thì các bạn thấy là đã được vô một cặp mâm Racing Boy 5 cây rồi đúng không? Dạ. Cũng như là một cái mâm Racing Boy thôi. Kéo theo của nó là khi bạn vô mâm nó vô cái cùm đĩa như thế này, cùm để gắn cái đĩa thôi, bình thường. Và những ốc đó là Salaya các bạn nha, tiền không đó. Em nói con này đời mấy chứ em? Đời 2019 anh. 2019 ha. Rồi ở đâu mình thấy là 21.000 anh em ha. Nếu đúng ra thì mấy cái dòng này nó bền, cực kỳ bền luôn. Giá mình để là bao nhiêu em? Giá của nó là 33.500.000 anh. 33.500.000 anh chị nha. 2019 mà là Satria luôn, 33.500.000 thôi. Rồi ok, em quay luôn cái biển số đi camera cho anh chị mình thấy đi. Với cái giá 33.500.000 này khi mà khách hàng mình liên hệ cửa hàng hoặc là đến mua thì mình còn bớt còn giảm không em, hay là giá này là mình bán là giá cứng luôn? Dạ em có thể bớt chút xăng cộ cho khách hàng ấy ạ. Rồi
Nói chung là mình mua bán mà, dù gì cũng có ra lọc tí xíu ha. Dạ. Rồi quan trọng là nhiều hay ít, phải tùy thuộc vào cái độ nhiệt tình ít hay nhiều của các bạn anh chị nha. Rồi qua đây chiếc Vision luôn. Chiếc Vision này thì đời mấy đấy em? Chiếc Vision này là đời 2017 anh. 2017 anh chị ha, màu đỏ đô. Và con này hiện tại là còn chìa khóa thường, chưa có mắt cây ha, khóa thường thôi. Vision này chắc là khỏi hỏi về máy rồi ha, chắc là máy riêng rồi. Dạ, bên em mình rồi. Quay luôn cái biển số giùm anh đi, anh khỏi đọc luôn cho anh chị mình thấy được cái phần xe. Biển số 61 luôn, 61 rồi. Bình Dương. Bên mình bây giờ để ra giá con này là bao nhiêu? Con này là 22.800. Rồi, 22.800. Rồi bây giờ nhờ camera nè, cho anh hỏi lại tí xíu về nếu mà các bạn anh chị mà mua xe bên cửa hàng mình mà muốn ra tên, ra giấy tờ chính chủ á, thì bên cửa hàng mình có hỗ trợ ra không? Dạ, bên em hỗ trợ ra tên cho khách hàng ạ. Ừ, rồi, cái đó là hỗ trợ ha. Dạ. Ừ, rồi. Cái đó là hỗ trợ cho anh chị các bạn, còn chi phí chắc chắn là người mua phải chịu rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. Ừ. Còn nếu mà các bạn nhờ mình rút hồ sơ không luôn thì mình có hỗ trợ rút hồ sơ không được không? Được, được luôn đúng không? Rồi. Cái chi phí mà hồ sơ chắc mình nghĩ là mỗi tỉnh mỗi khác á, các bạn liên hệ cửa hàng đi được cho cái giá chính xác nha. Rồi, mình vô trong. Từ bên đây luôn em ha. Đi qua đây. Từ con Winner X nè, đó camera quay giùm anh con Winner X. Em giới thiệu tí xíu về con Winner X đó giúp anh đi. Con Winner X đó, đời mấy em? Dạ, chiếc này là Winner 2019, em đang bán với giá là 27 triệu. Máy móc thì zin, cửa hàng bên em bảo hành 6 tháng cho các anh chị nha. Bảo hành 6 tháng đúng không? Dạ, đúng rồi. Ừ. Con này mình thấy là có tích hợp đèn xi nhan nè các bạn, cũng như là có một cái mão đầu. Và con này là bản ABS nha. Bản này bản tháng ABS nha các bạn ha. Máy móc mình có làm chưa em? Máy móc zin chưa làm, chưa đụng chạm. Rồi. Cuối 2019, 62B1 97084. Mình thấy cái giá để sau xe rồi đó, nhưng mà vẫn để cho bạn chủ cửa hàng nói cho anh em mình bất ngờ luôn. Chứ mình thấy cái giá này là thật sự khẳng định anh chị luôn, nếu đúng máy riêng mà xe đời này là rẻ hơn thị trường rất nhiều. Em báo đi giá bao nhiêu? Giá dạ, bao nhiêu? Xe này đang bán với giá là 27 triệu ạ. Các bạn thấy sao ta? ABS luôn nha, có 27 triệu thôi đó, 2019 máy móc riêng, mình bảo hành là 6 tháng luôn đó các bạn. 27 triệu này thì mình mua trả góp em, có cần phải trả trước không hay là không cần luôn mình vẫn mua được? Trả trước 30% anh. 30%. 27 triệu, ví dụ mình cho tròn 30 đi, các bạn chắc trả trước khoảng tầm 8-9 triệu gì được rồi đúng không? Dạ đúng rồi. 8-9 triệu gì đó là anh em mua góp được. Mà quan trọng hơn là thấy có cái giá cực kỳ tốt đó các bạn. Đây đi, cũng có một chỗ chạy sức nhỏ ở đây thôi nè ha. Nói chung mấy cái này giờ mình xử lý rất là đơn giản mà giá cực kỳ ok nha. Còn bên đây em, bên này là một chiếc Winner 2018, em bán với giá là 25 triệu bao hồ sơ cho mọi người. Rồi. Nha. 2018 màu đen nhám các bạn ha, đúng đời của nó là con heo nó sẽ là màu đỏ luôn hả ta? Ở này màu vàng ha. Rồi 2018, giá mình để là 25. Dạ, 25 triệu bao hồ sơ. Là có hồ sơ chưa hay là mình đang rút em? Em đang rút về cửa hàng ấy. Đang rút, cỡ tầm bao lâu nữa là mình có được hồ sơ con này? Đổ lại một tuần ha. Tầm một tuần thôi. Dạ. Thì dù gì đang rút hay là đã có rồi á chị thì nó cũng đã rút ngắn cái quá trình hồ sơ mình rất là nhanh á. Thì đã rút rồi thì bây giờ anh em mình mua thì cái quá trình hồ sơ mình nó nhanh hơn. Giá mình để là 25 triệu chẵn ha. Dạ. Rồi các bạn có thể là cầm 25 triệu này đến với con xe này mình lấy về luôn cả bộ hồ sơ thì mình về tự ra tên thì nó không bao nhiêu cả. Còn nếu mà khách không có ra tên được, khách nhờ mình thì mình có làm mình ra tên được không em? Dạ, bên em hỗ trợ. Vẫn được ha. Rồi. 25 triệu, máy móc cũng riêng đúng không? Dạ đúng rồi. Còn đây con này Exeter 135. Em nhận cọc của khách rồi anh. À cọc rồi phải không? Dạ, dạ. Cọc rồi vậy cho qua nha anh em nha. Rồi còn bên đây con Winner này. Winner này là 2017 ạ. 2017. Anh không thấy biển số nè. Biển số này là em đang rút hồ sơ về cửa hàng anh. Rồi cũng là đang rút hồ sơ anh chị ha. Dạ. 2017 đang rút hồ sơ thì giá mình để là bao nhiêu đây em? 24.500 bao hồ sơ cho khách hàng nha. 24.500 bao hồ sơ. Xe bên cửa hàng thì mình thấy là chủ yếu là xe mọc rất là nhiều nha, không có bùa ngải, không có gì cho anh em hết trơn á. Thấy hình như là xe sau mình để về mình bán cho khách à. Mấy con này mình bảo hành là bao lâu em? Dạ, bên em toàn bộ bảo hành là 6 tháng nha. Rồi, tất cả xe bên cửa hàng mình hết luôn là dạ, 6 tháng rồi. Hết. Rồi. Cái đó là mình bảo hành như thế nào mình tư vấn mình chia sẻ tí xíu được không? Bảo hành máy hay là mình bảo hành cái gì? Bảo hành về máy móc của anh, máy thôi, đúng bên không? Em là bao zin tất cả các loại xe. Rồi.
Nói chung là mình bao về cục máy riêng thì mình chỉ bảo hành là cục máy thôi. Dạ. Mà nói chung nói thì nói vui vậy chứ các bạn đi mua xe mới thì người ta cũng chỉ bảo hành máy cho mình thôi chứ có bảo hành cái gì đâu. Rồi, còn bên đây em con này. Con này là EG 2017. 2017. Con này là mình thấy có lên một cái cặp đĩa nha, lên đĩa đôi luôn, nhưng mà bên xài được, còn bên gắn cho đẹp á, với lại một cái phuộc này anh em thấy không, dạng upside down luôn. 2017 và lên cái tay thắng nè, tay côn nè, rồi cái yên nữa nè. Ở này mình cũng rút hồ sơ luôn hả em? Dạ đúng rồi, em đang rút hồ sơ về cửa hàng. Cũng đang rút hồ sơ luôn. Giá mình để con này là bao nhiêu? 24.500. 24.500 anh chị ha. Anh em mình nghe máy nha. 24.500. Rồi. Bao luôn hồ sơ đúng không em, hay là hồ sơ cộng dạ thêm không. Tiền? Hồ sơ là mình phải thêm tiền ạ. Hồ sơ mình cộng thêm bao nhiêu nữa? 1 triệu. 1 triệu nữa phải không? Vậy là tất cả các xe này mình nói là đang rút là mình phải cộng thêm 1 triệu đúng không? Dạ có những con em bao rồi anh. Bao hồ sơ rồi là không có tính là chẳng hạn như này. Con này là bao. Dạ nãy giờ là bao hết chỉ con này mình mới cộng thôi. Dạ đúng rồi. Rồi con này là 24.500. Mình cộng hồ sơ 1 triệu là 25 năm đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi vậy con này các bạn lấy luôn hồ sơ là 25 năm nha. Rồi kem ra vào trong đi em. Rồi cái hàng phía sau anh em coi đi vào trong luôn. Rồi sau đó mình tới con dưới đây là đúng 28 đang nhám nè các bạn. Rồi đúng đắt đúng đời 28 đang nhám nè. Đúng không em? 28 đúng không? Dạ đúng rồi. 28 anh chị ha. Đó. Bản LTD cũng như là cái con heo màu đỏ nè, nổ máy cái anh em nghe chơi nha. Lên bao tay, tay côn, tay thắng. Ở đôi thấy có 14 ngàn á. Cái này là mình 2018, giá này mình để bao nhiêu em? Giá này em để là 24 triệu ạ. Rồi 24 triệu ha, là con đang nhám. Mà hồ sơ là mình đang rút luôn hay sao đây? Dạ đúng rồi, hồ sơ là em đang rút đấy ạ. Rồi, cũng là đang rút hồ sơ luôn, giá là 24 anh chị nha. Mình có bao không em, hay bao hồ sơ luôn không? Hay là hồ sơ mình phải cộng thêm 1 triệu nữa cho con này? Hồ sơ cộng thêm 1 triệu nữa. Vậy là con này 25 triệu bao luôn hồ sơ ha? Dạ. 25 triệu là bao hồ sơ đấy anh em. Còn nếu mà lấy xe như thế này là 24. Mà chắc chắn các bạn muốn mua thì phải có hồ sơ rồi, tại đang rút rồi mà, là 25 triệu đó. Rồi còn bên đây em, giới thiệu con này tí xíu đi. Đời máy. Em này là Winner 2019. Máy móc cũng zin nha, em đang bán với giá là 25.500 nha. Máy móc cũng zin, 25.500. Và con này em đọc cái biển số cho anh em mình nghe biển cái nha. Biển số là 47 U120575 nha. Rồi, có vô một cái kêu bô rất leo, mà dán của bô CBR đó anh em. Nhờ cho anh em mình nghe tiếng bô ha. Anh em mình thử tiếng bô ha. Đó, anh em giới trẻ bây giờ thích những cái bô nổ như thế này nè. 25.500, biển số là 47 Đắk Lắk U120575 anh chị ha. Mình cũng bảo hành cho khách là 6 tháng đúng không em? Dạ đúng rồi. Con này mình thấy là có xuống một cái size vỏ nhỏ nha anh em. Vỏ cái mâm trước mâm sau tất cả đều mâm riêng, nhưng mà size vỏ là mâm trước mâm sau gì mình cũng đều thấy xuống size á, cho cái xe nó hạ trọng tâm cũng như có thể là nó đề ba nhanh hơn. Rồi còn bên kia em giới thiệu cho mọi người mình đi. Con đó là như thế nào em đây? Em này thì là Winner 2017, em bán với giá là 24 triệu bao hồ sơ. 27, 24 triệu bao hồ sơ cho anh chị luôn. Rồi con đó hình như là mình thấy là bọc keo trùm phải không ta? Mình trình qua. À con này là đen bóng nha anh em ơi. Đen bóng nhưng mà có dán keo ha, dán keo. Đây là những cái đường tem của nó nha, chứ không phải là keo trùm đâu. Đen bóng như thế này nè, rồi dán lên keo. Bao hồ sơ luôn, giá là 24 triệu nha anh chị ha. Rồi cho ra vô trong đi em. Cho nên có những cái giá xe mình ở đây như thế này là mình bán là mình có trao đổi khách không em, hay là mình chỉ bán thôi, mình có nhận trao đổi khách bán vô mình có mua không? Sao? Khách bán cho mình đó mình có mua xe không? Dạ có, bên em chuyên thu mua lại tất cả trao đổi xe của khách ạ. Rồi, có mua bán và trao đổi ha. Rồi quay lại cái phía sau đi rồi mình bắt đầu mình vào bên trong nha. Giá mình thấy tương đối cũng rất là rẻ nha anh chị ha. Về mình rủ rái là xe cực kỳ đẹp. Xe cửa hàng mình thấy là để xe mộc bán rất ok đó. Còn nhiều nơi có thể là người ta dặm tuốt, người ta làm nó mát mắt mình, nhưng mà thật chất là không biết là xe có bị gì không thì nhìn nó không ra được. Rồi vào bên trong thôi, bên đây. Tiếp tục là con này là con Winner, đây đời mấy đây em? Con này là đời 2018 ạ. 2018. Cửa hàng bên em đang bán với giá là 23.800. 23.800 anh chị ha. 23 triệu 8.
23.8 mình đọc cái biển số cho mình cái nha. Biển số 61 Bình Dương nha, D1 87508 nhé. 87508 ha. Rồi. Biển số này là của Dĩ An Bình Dương nha anh chị ha, và hiện tại nó là thành phố Dĩ An, nên là anh chị nào mà khu vực thành phố có thể là lựa chọn những con như thế này. Mình về mình đóng phí trước bạ là nó cũng chỉ có 1% thôi nha. Rất là rẻ luôn, tại vì trước đó người ta đã đóng thuế mình 5% rồi, thành phố rồi. Còn kế bên em con này con màu vàng đen nè. Con này là cũng là đời 2018. Em đang bán với giá là 25.500 bao hồ sơ. Rồi. 25 năm bao hồ sơ, đời 2018 luôn các bạn nha. Xe mình thấy là chưa qua một lần dậm tút cũng như là chưa có đánh bóng luôn. Nên là các bạn anh chị mình nên lựa chọn những con như thế này, mình về mình làm cho tất cực kỳ là đẹp luôn. Mà nhiều xe người ta dậm tút, người ta đánh bóng rồi, anh chị về đánh bóng nữa nó không có lên mà nó bị ố thêm. Con này là bao hồ sơ luôn, là 25.500 phải không em? Dạ đúng rồi. 25 nữa, 28. Máy móc mình cũng bảo hành là 6 tháng ha. Dạ. Rồi, còn những con như thế này là mình có trả trước không hay là không cần? À, mình cũng trả trước. 30% như lúc nãy em nói đúng không? Góp 30%. Góp thì trả trước 30%. Mặc dù là giá nào đi chăng nữa thì mình cũng phải trả trước là 30 đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Còn kế bên con này. Đây nhám này, con này biển số là 60B6 nè, 46500. Sơn mâm màu vàng. Này là 2017. Em đang bán với giá là 23 triệu. 2017, giá là 23 triệu anh chị ha. Máy như lúc đầu mình hỏi thì là bao là máy zin rồi, nên là chắc là từ đây vô trong tí mình không nói nữa nha. Nhắc hoài nó hơi bị chán tí, nhưng mà chắc là cửa hàng bao là máy zin cho mình bao 6 tháng. Có 23 triệu thôi đó các bạn, chiếc Winner đó. Rồi, cái này mình bán như thế này là khách mà chẳng hạn mình xài trong một cái khoảng thời gian nào đó mà khách muốn quay đầu hay là muốn khách muốn đổi xe thì cửa hàng mình có hỗ trợ vấn đề đó không? Dạ bên em nhận thu lại. Vẫn thu lại, vẫn có, mình vẫn có bao quay đầu đó đúng không? Dạ đúng rồi. Bao quay đầu rồi cũng như là mình muốn trao đổi thì được hết nha chị ha. Hoặc là sau này bây giờ mình kiếm một chiếc xe chẳng hạn như thế này, sau này mình theo dõi mình thấy cửa hàng có những con xe đẹp hơn mình muốn trao đổi thì vẫn được. Rồi cái bên con này thì như thế nào đây em? Con này là đời 2019. 2019. 38B1. 38. Biển số mình thấy cũng đẹp đó các bạn. 56633 số cặp luôn. 38 là Hà Tĩnh nha. Em đang bán với giá là 26.500 nha. 29 nha. 26.500 thôi. Cũng như là con này mình thấy là người ta chủ trước á, có gắn cái cản GB nè. Nên là anh em mình mua về mà anh em mà được, đặc biệt anh em nào đi chơi xa mà muốn đựng đồ nhiều á, mình chỉ cần mua cái thùng thôi, mình gắn lên là xong thôi, không cần phải đặt thêm cái này nữa. Coi những cái chi tiết nhỏ như thế này nhưng mà thực sự nó rất là đắt tiền nha các bạn. Đồ GB rất là mắc luôn. Và con này rất là đẹp nha. Mỗi tội là nó thạch câu luôn, là nó hơi dơ. Chứ chất là xe, cái chất xe cực kỳ ok luôn. Nếu mà đối với mình, mình lựa chọn những con như thế này, giờ mình làm theo ý của mình. Rồi, anh nhờ camera ra phía sau mình lướt sơ lại một cái hàng biển số á. Rồi mình bắt đầu mình xuống bên dưới luôn. Cứ quay lại hàng biển số đi em. Rồi, tiếp theo bên đây một con này rất là đẹp nè anh chị. Cái này chắc 29 phải không em? Dạ đúng rồi, con Winner 29. Này là 29. 29 nha anh chị ha. Mâm đồng luôn. Nhám vàng đồng 2019. Con này thì biển số là 37 Nghệ An nha. 37G1 14796. Em nổ máy cho anh chị mình nghe thử con này cái. Rồi. Ok ha. Giá mình để là bao nhiêu đây em? Giá là 28.500. 2019 đời nhám bằng đồng, nó cũng là một cái mẫu xe đời cuối cùng của Winner V1 luôn. Mẫu này thì thấy anh em cũng săn rất là nhiều á. Vẫn bảo hành 6 tháng đúng không em? Dạ. Rồi. 28.500 vẫn còn fit, còn bớt tí xíu cho anh em luôn. Còn bây giờ ship xe đi thì mình cần những cái gì em? Nếu mà khách yêu cầu muốn người ta coi người ta ưng rồi người ta muốn ship xe đi á. Nếu mà khách yêu cầu muốn ship xe thì chuyển khoản cho bên em trước là tầm 2 3 triệu thì bên em sẽ nhận ship xe. Rồi. 2 đến 3 triệu thôi các bạn hén, coi như là cái tiền đó để khi mà các bạn có thay đổi ý thì cửa hàng vẫn còn cái chi phí để mà quay đầu chiếc xe về. Dạ đúng rồi. Nhiều khi anh em nói là kêu đặt cọc, là nhiều khi anh em cũng có suy nghĩ cũng đúng chứ không sai. Đặt cọc là biết cửa hàng ở đâu hay như thế nào đâu, sợ bị lừa, nhưng mà lên kênh của mình như thế này rồi thì anh em yên tâm nha. Ví dụ như mà mình có lừa thì mình lừa nhiều nhiều chứ lừa chỉ 2 3 triệu nó không có đáng, mất uy tín anh em à. Rồi. Tiếp tục ở đây, một chiếc Winner 2019. Rồi. Thông tin về nó đi. Chiếc này là chiếc E 2018. Đèn LED là em bên em đang bán với giá là 28.500. 28 đúng không? Biển số 83 nha.
Vậy nó sẽ là cái đời cuối của 2018 các bạn. Cuối 2018 nó sẽ ra cái form này là form 2019 nha. Đó, thì cửa hàng rất là thiệt tình luôn, là báo cho mình là biết 2018 luôn. Chứ thường cái mẫu này chung thì nhiều anh em hay gọi là 2019 cho nó gọn, người ta có thể nâng đời lên. Con này biển 83B3 72969. Chìa khóa thì mình thấy còn đủ cặp luôn. Ha. Anh nổ máy cái cho anh em mình nghe luôn đi, cho anh em mình con này chắc em để lâu hết bình á. Hết bình. À không phải hết bình, em mở lại đi. Rồi, mình tắt cái nút màu đỏ xuống. Thế đúng rồi, rồi, mình để lên. Rồi, cái này là hết xăng rồi nè. Rồi, hết xăng rồi ha. Rồi. Biển số là 83B3 72969 luôn. Thì giá hiện tại mình để là bao nhiêu đây em? 28.500.000 ạ. Cái mẫu này là mẫu 29 nha các bạn. Mình nói chung như thế là mẫu 29 mà giá có 28 mấy thôi thì các bạn thấy là giá rất là tốt rồi. Nếu mà chẳng hạn như biển 83 Sóc Trăng này mà rút hồ sơ á thì anh không biết là cái chi phí của nó tầm bao nhiêu tiền nữa ta. Chi phí rút hồ sơ thì tầm 1.500.000 đổ lại ạ. 1.500.000 đổ lại ha. Rồi ok. Còn các bạn mà muốn ra tên ở đâu chắc là mình phải tính tiền ở đó đúng không? Rồi cái đó thì các bạn anh chị liên hệ với cửa hàng nha. Rồi tiếp tục anh nhờ camera tiếp theo. Và con này là con màu xanh Movita, một trong những cái phiên bản rất là nổi bật của Yamaha luôn. Và đó là biển số Thanh Hóa nha anh chị, 36B5 56760. Rồi con này đời mấy em? Con này đời 2017. 2017 giá là 25.000.000. 2017 giá là 25 anh chị ha. Biển số đẹp 567 luôn. Xem tí xíu nữa thôi là cũng có thể là 5678 là tuyệt vời rồi. Tiếc thay thì nó mới chỉ có 567 thôi. Nổ máy cho anh em nghe nè. Rồi, bắt đầu cho anh em mình ra chuyến cho anh Ti ha. Máy thì nghe cũng lướt ổn đó. Về chịu khó mình rửa đá dọn dẹp một lần nữa thôi là sẽ cực kỳ ok rồi. Giá chỉ có 25 triệu thôi, còn bớt cần phí cho anh em ở xa lại. Rồi còn kế bên em giới thiệu về con này cho mọi người mình biết ha. Con này là đời 2017. Màu đỏ trắng bên em đang bán với giá là 25.500.000. 2017 màu trắng đỏ anh chị ha, 25.500.000. 25.500.000. Và con này có vô một cái tay côn nè, tay thắng CC nè, biển là biển Tiền Giang, 63B1 05915. Rồi máy móc mình cũng riêng hết đúng không? Máy móc mình cũng riêng hết đúng không? Dạ đúng rồi anh. Rồi bên em mình... cửa hàng là toàn bán máy zin toàn bộ nha. Trả góp thì anh em phải trả trước là 30%. Dạ đúng rồi. Vậy vị trí anh em phải trả trước con này ít nhất cũng phải là 7.500.000 đó, 7.800.000 á, tầm đó ha. Rồi 25.500.000 thì mình cứ cho 7.500.000 đi, 7.500.000 hơn xíu rồi là trả góp được. Còn nói như vậy thôi, đó là số tiền trả tối thiểu. Còn nếu mà anh em nào mà cần mình có tiền nhiều hơn á thì cứ trả trước nhiều anh em ha, để cái khoản vay mình nó ít lại, nó đỡ lãi hơn, với thời gian trả mình nó sẽ ngắn hơn và ok hơn anh chị. Rồi còn bên đây em, con này như thế nào đây? Con này thì cũng là đời 2017 luôn. Bên em đang bán với giá là 24.500.000. 2017 luôn, giá là 24.500.000. Biển số là Long An, 62N1 44138 anh chị ha. 44138. Rồi camera quay đi cho anh chị mình theo dõi. Chất xe là mình thấy chưa có một lần giảm tút luôn nè. Cái này anh em về nói thì không cần giảm tút, anh em mua hũ cana anh em ngồi chịu khó nhẹ nhàng tí xíu vẫn. Con xe này 20 phút thôi, khẳng định với anh em bao bóng bao đẹp luôn. Vào tay mình là chừng 15-20 phút là bao bóng như xe mới luôn nè. Còn nhiều cửa hàng người ta làm rồi anh em, người ta giảm tốt rồi anh em về không có làm được gì hết á. Con này biển 62N1 44138 giá 24.500.000. Biển Long An ha, 62N1 nha anh chị. Rồi còn bên đây em, con này là cũng đời 2017 luôn rồi. Biển số 35 Ninh Bình luôn. Rồi là 25.000.000 bao hồ sơ. 25.000.000 bao hồ sơ. Dạ, đúng rồi. Và con này em thấy là còn biển số như thế này mà mình bao hồ sơ. Vậy nếu mà khách người ta muốn mua như thế này thôi, người ta mua giấy cửa hàng thôi thì mình có bớt được không? Dạ mình bên em sẽ bớt lần lá cho khách. Và chắc chắn rồi, nếu cái này là bao hồ sơ thì 25, còn nếu mà mình không bao hồ sơ chắc phải tụt ít nhất cũng phải 1.000.000 chứ. Để tiền hồ sơ mà đúng không, hay là như thế nào? Thì 25.000.000 trong đây là bao hồ sơ rồi, còn nếu mà khách đến ưng thì bên em sẽ bớt chút ít cho khách hàng. Rồi ok. Cái đó là cái việc mà bao hồ sơ mà bớt thì anh biết rồi, nhưng ý anh nói là giờ khách không cần hồ sơ luôn á, muốn để biển về chạy á. À muốn cần để vậy thì trừ 1.000.000 ra. Đúng rồi đó, vậy là còn 24 thôi, ý mình là như vậy anh em nha. Rồi cho anh mở cái máy ha, anh sẽ quay lại cái phần sau để anh em mình nắm rõ nha. Đây, đây là về cái biển số nè anh chị ha. Đây, rồi bây giờ mình xuống bên dưới ha.
Đây. Rồi. Một cái con này là con Satya. Satya, con này là anh không thấy biển số này, chắc mình cũng ra đúng hồ sơ đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Con này là đời mấy đây em? Con này là đời 2019 này. 2019 ha. Cho chị nhập. Có gọt cái yên nha anh chị ha. Đây là những anh em giới trẻ thường hay là có phong cách như thế này. Này chở ghẹ là tuyệt vời ha. 2019 và được dán tem mới lại và đi những cái con ốc roti sân gặp bảo nè, và ba con ốc Salaya ở trên đây. Ba con này coi bài chiếc tiền nha anh em ha. Tiền. Và đây những con này nữa nè. Vài chục ngàn một con ấy, còn con này thì mấy trăm ấy. 15.000 cây. $29 bao hồ sơ Satya. Em báo lại giùm anh cái giá nó là bao nhiêu? 36 triệu bao hồ sơ. Rồi, 36 triệu bao hồ sơ. Cái này là mình có cầm tay cho em hay là đang rút thôi? À, rút về cửa hàng rồi ạ. Rút rồi nha. Vậy là hồ sơ cầm tay có sẵn hồ sơ rồi. Anh em nào mà mua tiền mặt á thì có thể, nếu như anh em rành về mảng giấy tờ làm thì có thể mua buổi sáng buổi chiều mình ra tên vẫn được. Còn nếu anh em mua trả góp hay là mua như thế nào chăng nữa thì nó cũng có biển số liền cho anh em thôi, tại vì có hồ sơ rồi, rất là nhanh. Xe này mình thấy có hạ phục ít nhất cũng là phân mấy hai phân rồi nha. Rồi, còn qua đây một chiếc Satya được này là sơn luôn ha. Rồi. Này là Satya cũng 2019. 2019. Có vào cùm tăng và cái bánh được sơn, cái mâm anh em được sơn màu bạc rồi. 2019 luôn, có hạ phục ít nhất cũng phân rồi. Rồi, con này chắc hết yếu xăng rồi ha. Rồi, giá mình để bao nhiêu đây em? À, giá là 35 triệu. 35 triệu. Cũng là 2019 luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, 35 triệu. Anh em cũng phải trả trước là 30%. 30% của cái xe này thì mình tính là 3 triệu rưỡi, nó cũng phải là 10 triệu rưỡi, 11 triệu anh em ha. Tầm 11 triệu đi là anh em mua được. Ốc này mình thấy là ốc máy của nó đi full ốc Salaya luôn nha. Ông chủ xe này cũng được chịu chơi nè, full Salaya luôn. Và ở trên đây phần ghi đông của xe nè, hình như xe này là chủ rất là thích ốc Salaya nè, đi full hết trơn luôn các bạn, từ những cái con ốc mà để đầu để chân được cũng có luôn. Còn cái bên đây chắc là 208 đúng không, AB 208 đúng không? Hay là 8, nó vẫn là cùng mình xăng con, chưa có FI. Thì giá hiện tại của chiếc 208 này bên mình để là bao nhiêu? À, bên em đang bẻ với giá là 8 triệu đồng. 8 triệu thôi anh chị nha. Đi về công nhân, công trình này kia thì tuyệt vời. Đặc biệt là mình thấy nay thấy cái mùa mưa nè. Đi những con này thì dù gì nó cũng sẽ sạch sẽ và nó tiện hơn cho mình tí xíu. Có cốp đựng đồ đỡ bị ướt nữa nè. Có 8 triệu thôi. Còn cái bên một chiếc Vario 150 được sơn 3D màu xanh. Rồi, con này như thế nào đây em? Con này em đang bán với giá là 47 triệu. 47 triệu anh em nha. 150. 5.151 cây. Máy êm ru luôn các bạn, khẳng định luôn. Máy này cực kỳ êm luôn nha. Đó, xe mà để lâu các bạn không chạy cái nồi nó hơi xào tí xíu, 5 phút sau là bao im trở lại. 47 đúng không em? Dạ đúng rồi. 47. Vẫn chắc chắn là trả trước 30% đúng không? Hay là phải trả nhiều? Anh thấy con này giá tiền nhiều rồi đó nha. Chắc 30 không? Hay là phải trả nhiều hơn? Hả, 30 của nó thì khoảng tầm 47 hả? 47 thì 4 triệu 7, 5 triệu cũng trả trước khoảng 14 triệu rồi. Rồi tầm đó anh em nha. Còn bên đây? Còn con này bên em là nhận cọc của khách rồi anh. À, cọc rồi. Con này là con R53 cọc rồi thì mình cho qua nha. Anh nhờ camera quay lại hết tổng thể cửa hàng nha. Là trước đi em. Quay lại tổng thể cửa hàng nha. Đây, mình lên đây. Nãy giờ trong quá trình quay mà có một cái vấn đề nữa anh quên hỏi, bây giờ hỏi lại bên cửa hàng của mình. Chẳng hạn như một cái chiếc xe mà khoảng ví dụ như mình điển hình con này luôn đi, nó là 2010, cái này mình giá này em báo là 24 đúng không ta? 24, 25 gì quên rồi. 24 triệu. 24 triệu đúng không? Thì chẳng hạn con Winner này 24 triệu. Bây giờ anh em mua tiền mặt chứ không nói về trả góp nữa thì kẹt đi một vài triệu thì bên cửa hàng mình có thể hỗ trợ cho thiếu được không? Bên em hỗ trợ bên cửa hàng từ 3 đến 5 triệu nha. Ừ, 3 đến tận 5 triệu đồng anh chị nha, thì rất là thoải mái cho anh em. Nhiều khi anh em có vấn đề kẹt tiền đâu tầm đó đó thì cũng có thể dễ dàng rồi. Thiếu bên cửa hàng mình vậy có tính lời tính lãi gì không ta? Có không? Có lời có lãi gì không? Có không? Chắc có phải không? Rồi vậy thì anh em liên hệ với cửa hàng đi ha. Rồi thì giá cả xe hôm nay mình cũng đã quay hết cho anh em mình tham khảo rồi.
Bây giờ trước khi mà tạm dừng video thì anh sẽ nhờ bên cửa hàng mình nhắc lại về cái địa chỉ cụ thể nha. Dạ. Rồi cái số điện thoại nè, cách thức trả góp để anh em nắm rõ hơn cái cho mình kết thúc ha. Địa chỉ bên em là cửa hàng xe máy Quang Huy, 25 Nguyễn Văn Tiết, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương. Số điện thoại là 0814214046. Bên em hỗ trợ trả góp cho các anh chị là 30%. Chỉ cần đưa chứng minh bằng lái hoặc hộ khẩu. Rồi, ok. Các bạn anh chị lưu ý là hỗ trợ có trả hỗ trợ trả góp nhưng mà mình phải trả trước là 30% nha, chứ không phải là hỗ trợ trả góp 30%. Trả góp cho tất cả những cái dòng xe giá bao nhiêu cũng được nhưng mà mình phải trả trước là 30%. Còn ship xe thì mình có hỗ trợ hết cho tất cả các tỉnh luôn. Dạ, hỗ trợ ship xe 63 tỉnh thành. Trong 3 tỉnh thành luôn. Chi phí thì các bạn anh chị có thể liên hệ với cửa hàng để cả hai bên mình thương lượng với nhau ha. Dạ. Rồi, xe thì bảo hành là 6 tháng. Rồi, ok. Em còn chia sẻ hay là nhắc nhở thêm với anh em gì nữa không? Rồi mình kết thúc video luôn. Còn chia sẻ nhắc nhở gì nữa không? Vậy là hết rồi đúng không? Dạ, đúng. Rồi, vậy thì chắc là cảm ơn em đã theo dõi hết video hôm nay của Ngố Nguyễn quay tại Càng Xe Máy Quang Huy nha. Giờ hai anh em mình xin chào và hẹn lại mọi người video lần sau nha. Chào tất cả mọi người. Rồi.